Điều kiện xét thăng hạng 2 viên chức hành chính từ ngày 15 tháng 8 năm 2024: A. Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều 32 nghị định số 115 năm 2020. B. Đề án vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp công lập được xây dựng phê duyệt theo đúng quy định pháp luật có vị trí việc làm của chức danh viên chức dự xét thăng hạng. C. Được cấp có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng. D. Có thời gian giữ chức danh chuyên viên và tương đương từ đủ 9 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với chức danh chuyên viên thì thời gian giữ chức danh chuyên viên tối thiểu 1 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng. D. Trong thời gian giữ chức danh chuyên viên và tương đương được cấp có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng, xác nhận bằng văn bản kèm theo hồ sơ có một trong các nhiệm vụ khoa học sau: xây dựng quy chế, quy định, quy trình kỹ thuật thuộc ngành lĩnh vực cơ quan đơn vị nơi công tác đã được ban hành và được người đứng đầu cơ quan đơn vị được giao thực hiện xác nhận, tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu; xây dựng đề án văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và được người đứng đầu cơ quan đơn vị được giao xác nhận. E. Trong thời gian giữ chức danh chuyên viên và tương đương có một trong các thành tích công tác sau: có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và được tặng bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên; có ít nhất 2 năm công tác được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.